Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình update lại dự án nhận 10k tóc cần Panda các bạn. Thì dự án điện phơm này thì trên cộng đồng của nó là nó nói dự án này rất là nhiều người quay nha các bạn. Thì hiện tại nó update lại một cái liên phơm mới để nó phân phối tóc cần luôn nha các bạn. Thì để update được lại thì các bạn click phần link mô tả dưới video mình, các bạn mở liên phơm nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nữa. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nè. Nó có những người giả mạo quá các bạn. Rồi các bạn tự quyết là thôi các bạn. Rồi bạn mình up lên các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join vào kênh Telegram group. Chụp màn hình join in Panda Finance group nè. Rồi các bạn join vào kênh Telegram group nữa các bạn. Rồi các bạn join vào kênh Panda group nữa các bạn. Rồi các bạn ghi một câu bình luận đi các bạn để nó chắc mình không phải là robot các bạn. Very body root. Dự án tốt. GECT. Rồi các bạn chụp màn hình nó giúp mình nha các bạn. Cho mình chụp màn hình đây các bạn. Ok chưa? Ok rồi. Rồi bạn mới đắp lên anh ta các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền lại địa chỉ username Twitter các bạn đã follow dự án này các bạn, cộng WinV nên là 9 V nên là 9. Rồi tiếp tục các bạn gỡ lên một bức ảnh các bạn đã xôn xào Panda này các bạn. Rồi các bạn tải lên nha các bạn. Rồi tiếp tục con gỡ lại địa chỉ Binbi Smart Chain Bet 20 trên YouTube Chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi bạn sao chép nè. Rồi bạn bên đúp lên. Rồi bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Rồi tiếp tục quan điền lại username Telegram các bạn đã xôn xào dự án nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gõ cấp trang các bạn, dòng cứ 5 từ cái này nè các bạn. H G B kép G A. Rồi các bạn bấm gỡ nha các bạn. Rồi cấp trang không xong rồi các bạn. Đã hết hạn rồi. Rồi các bạn gỡ lớp trang khác nha các bạn. Cấp trang này có giới hạn G G G 2 Q K. Thằng này được nè các bạn. Chăm chăm được. Ok như vậy mình đã cập nhật lại dự án Panda. Đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.